Em nhìn vóc dáng như thế này chắc là em đoán ra chắc là ngao sọt hến á, không biết có phải không nữa. Để mời anh Điền. Chào lãnh đạo, đầu tiên Gia Thái Điền xin gửi chào ban lãnh đạo của Miếng Bà và gia đình của em Đạt Đi Bô, quý vị và khách ở quận 8 lời chào thân thương và trân trọng nhất. Bà con ở quận 8 khỏe không à? Trầm sò khỏe ghê. Và đây giúp vô chương trình cho nghề Gia Thái Điền sẽ đến với gì một lớp cái lưu chiếc đoàn của Ba Giang Châu. Một lớp cái lưu chiếc đoàn là ba tên Ngao Sò, Ốc Hến, Thái Điền giống dây, Trùm Sò. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thằng hát là giá đâu này? Thằng hát là giá đâu này? Chết đó được phải không? Là nằm về nó có đỏ nè, đi ngủ trơn trụi mày. Đêm nào ăn trộm nó cũng tình nhà, mà đêm nay là tối trời, tụi mày không thức thạch nữa mà ngủ cho dữ. Nghe tao dặn nè, nghe 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 thì hãy ngoái hai cái lỗ tay, mà nghe tao bảo đây cả hai đứa chúng mày kìa phiên cát đêm nay đang vỗ về con mây chém hơi say bay canh chừng có đau ngủ đến sáng mai. Dạ sáng mai rồi con ngủ mơ thơ mày còn phải lao nhà, lao nhà xong con ngủ chớ mày còn phải quét giường quét xong rồi chắc tới giờ cơm ăn xong rồi con ngủ một thời chớ mày phải lo canh bước con thằng này trẻ tuổi phơi khô vậy chắc tới cơm chiều chẳng ngủ bù và chẳng có cơm trưa thôi ăn uống chi nhiều bữa không nên ăn đủ tiêu một bữa cũng đủ chắc là đỡ đến ngủ mày ngủ còn ai biết ăn trộm đang vào đã lấy hết đồ của tao rồi sao thức canh quét lau trẻ củi ngồi khô canh nước nấu cơm chẳng nghĩ chưa chẳng có cơm chiều hết đêm nay chắc chắn đem chôn. Cảm ơn mấy đại ca. Trời ơi, sai sẵn nó ngủ mẹ trơn rồi chừng thức dậy nghe chó sủa rộ thì quần áo vàng vòng tiền bạc của tôi nó lấy sạch hết. Bao nhiêu năm làm chừng tôi chỉ dơ dép được có bấy nhiêu thôi. Rồi đây Thái Điền sẽ nghèo, Trùm Sò sẽ nghèo, Mạc Điệp rồi chưa làm trùm. Sau đó tôi chỉ tìm thủ phạm cái nhà thị hết thấy mấy chữ đồ gian, tôi bắt kiện lên cha qua huyện. Không biết cha qua huyện xử cái gì á, ông xử cái gì mà quần áo vàng vòng tiền bạc của tôi lấy sạch hết mà kêu lệ cử đè Trùm Sò quýnh 30 hèo. Trời ơi, em mặc như vậy mà quýnh 30 hèo làm sao em sống nổi. Em mới giả đòi em chết, cha nội đạn đứng bôn ngồi cho cháu té nó chết thì kệ mẹ nó. Lệ cử đè Trùm Sò quýnh 30 hèo nữa. Tôi mới làm cười mà vậy đó, chưa chết cho quan chưa, chết cho quan. Quan ơi, đáng lý ra là Sò đã chết thiệt rồi, nhưng mà suy nghĩ lỡ Trùm Sò có chết đi rồi thì vườn ruộng không ai lo, nhà cửa không ai tiền góp không ai thu. Bỗng nghe tiếng quát nạt của quan hùng Sò mới vội vàng trở lại. Quan ơi, do Sò tí cứng nhưng nó sẽ mềm nhung như trái dừa. Nó chinh rục nâng da đồ hổ rác mấy nè rồi bạn ơi được bạn
Trời ơi, vậy mà chàng chút xót thương đào đánh cho nó bầm dập như tương, rồi bị người ta hốt bỏ bờ đường. Thôi ông ơi, đừng nói nữa mà, chứ để tôi lắm mà đâu mà kè. Khi nào nói chuyện với chàng, dưới thiệt là tức, bởi là tục quả nói chẳng sai khi thương từ trái áo tròn. Sợ đâu có nói dòng xanh dòng đỏ mà không một ai tối hoài thương ai. Làm sao đang nghe nó giàu lắm phải không, phải cho tiền góp đúng không, tiền bạc mày không sao lắm chân. Giờ mấy chú cá điền không thiếu lúa ruộng, nhờ mấy chú gia nô không này cực khổ. Thức khuya nè, dậy sớm ăn uống qua loa mà tiền công thì ít nhẹ. Giờ bán 30 tôi cho dây nhân ở đất không bị ai giật nên, từ đó tôi mới tích nghi. Cảm ơn quý vị đã gửi bông cho Trùm Sò, cảm ơn rất là nhiều. Dạ cảm ơn con gái nha. Cảm ơn.